嗨，全新的游戏了，明天走路也是干，这路过去了，是吧？好，广播中的 NVIDIA 开始了，今天我们讲的很对，我是 NVIDIA 的。khi mà lúc đó thì mình có chia sẻ là mình thấy rất là muốn làm chia sẻ mục đích của anh em mình đều có sinh không nhưng mà không có điều kiện, còn nào lấy được thì mới làm được video chứ, đúng không? Ở đây thì mình cuối cùng đã lấy được là NVIDIA nâng đến tầng 4 rồi, hôm nay cố gắng lên là tầng cam, sau đó test cho anh em cùng gọi là theo dõi đánh giá con đường này. Với những ai đã chơi cùng 98 thì có thể liên tưởng có sự cú lai của 98 thì nó sẽ rất là dễ dàng để mình gọi là hiểu rõ hơn, đúng không? Còn với những ai mà chơi Unreal 98 thì mình tin rằng video sẽ giúp các bạn có cái gì rõ nét hơn về NVIDIA. Có lẽ rằng chỉ ngoài vỏ sức Saber ra thì NVIDIA là vỏ sức hot nhất ở thời điểm hiện tại, tức là tốn nhiều kim cương nhất của người chơi. Người chơi sẵn sàng dốc rất nhiều hầu vàng, dốc rất nhiều kim cương vào để lấy được NVIDIA. Rất là tiếc thì cái hôm đua NVIDIA thì mình không có điều kiện để quay video hay là làm video cho anh em mà theo dõi thì cũng có điều đấy. Rất nhiều top tranh nhau các bạn ạ, rất nhiều top tranh nhau, không như là Canada này, đúng không, này Canada này có một không ai tranh được các bạn, không có 7000 điểm luôn, chứ nói là tranh nhau không ai thèm lấy top 1 luôn rồi. Ok, độ kỹ năng của NVIDIA như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi một chút, đúng không? Hàng tớ làm sao con này lại có sĩ hot như vậy và NVIDIA thì thường như thế nào. Về bộ kỹ năng của NVIDIA ở đây mình nhìn tí, đây là độc chiêu hay còn gọi là skill nhỏ này, đúng không? Còn cái thứ hai là skill to. Cái số 3 này thì thường thường là kỹ năng tăng công hoặc là tăng HP. Với những võ sĩ thiên hướng phòng thủ thì sẽ là tăng HP, còn võ sĩ thiên hướng thì tấn công hoặc là gây hiệu ứng, tức là võ sĩ trí này, đúng không? Như là con NVIDIA này thì sẽ là tăng công. Tức là thường thường cái hiệu ứng số 3 nó thiên hướng tấn công. Còn số 4 thì nó gọi là nội tại các bạn, tức là không làm gì thì cũng có được, đúng không? Ok, chúng ta đi lần lượt nhé. Trước tiên là nội tại của NVIDIA, đó là nhận được chút phúc 15% tinh linh nhá, xác suất thì tinh linh sứ nhận chút phúc tinh linh 15%, tối đa thì lực lên tới 30%, xác suất khiến sát thương chịu phải giảm 80%. Tức là cái khả năng rồi nếu ở mức thấp nhất thì có 15% được giảm sát thương, đúng không? Còn ở đây thì mình đã lâm đến level 71 và cái tỷ lệ ở đây là 25% khoảng như vậy. Như vậy là cái 4 đòn đánh, không kể là đòn đánh thường hay là độc chiêu bị đi đoạn nhá, thì cái 4 đòn đánh thì sẽ có 1 đòn đánh là NVIDIA được giảm sát thương, và cái tỷ lệ giảm sát thương đây lên tới là giảm 80% sát thương. Rõ ràng đây là một con số rất giá trị, đúng không? Như thế thì NVIDIA mình nghĩ rằng nhà phát hành có lẽ sẽ gợi ý rằng NVIDIA nên là một võ sĩ để ở hàng trên, nên là một võ sĩ để ở hàng trên vì nó có khả năng là tạo ra cái khả năng giảm sát thương quá lớn như này. Các bạn cứ tưởng tượng bình thường nó đam hết 100.000 máu, bây giờ đam hết chỉ có 20.000 máu thôi, đúng không? Giảm tới 80% mà. Ok, một con số rất là lớn, đúng không? Ở đâu tùy thuộc vào các bạn này. Rồi còn đâu trong đội hình của mình thì mình sẽ để NVIDIA chỉ công hay thủ thì chúng lại cùng theo dõi, đúng không? Rồi, bộ skill nhỏ của NVIDIA là giảm 75% trị liệu cho hồi máu đây và 25% cái lực trầm mặc. Trầm mặc này tương đương với cực kỳ cấp lặng các bạn nhé, tức là đối thủ sẽ chỉ dùng đòn đánh thường và đòn chiêu được, không thể tung được skill to, không thể tung skill đấy. Giảm 75% trị liệu là khắc chế những em sĩ có khả năng hồi máu, ví dụ như là khắc chế được con Canada các bạn, hoặc là tim hồi máu như kiểu là cái gì nhỉ, hay có một số con hồi máu được, em chia sẻ với anh em một số con hồi máu. Đây con Mu này, đúng không, con này hồi máu hơi trâu luôn, con này sinh ra để hồi máu này. Con Mu của con Chopper, hai con này chuyên môn hồi máu này. Hội này mà gặp NVIDIA là thôi khóc đấy, đúng không? Đấy, con hồi máu nào nữa, con Vin mình nhớ cũng hồi máu đây, đúng không? Con Vin này hồi máu, Sephiroth thì không hồi máu được. Con nào hồi máu đấy nhỉ? Naruto đây thì không hồi máu rồi. Ở đây nó có một số con hồi máu, mình nhớ vẫn có một con hồi máu nữa, là con nào nhỉ? Đấy, đúng không? Đấy, cơ bản này nó có vài con hồi máu như thế. Chắc sẽ có con nào hồi máu. Rồi, đúng không? Đây con Rem này cũng hồi máu rồi này. Đấy, con này cũng hồi máu này. Những cái hội hồi máu này nó có một con mình chưa lấy được là con Kaneki, con sát thủ thiên hướng mình đã là hồi máu rồi. Đây là con này, con này hồi máu rất là kinh các bạn.
Đấy, thì nó sẽ là cái khắc khắc chế con này của anh nha. Con này đang hơi to luôn, này đang siêu to luôn. Tấn công vào võ sĩ địch. HP là sau này đi sát thủ rồi máu đấy, đúng không? Đấy, để khắc khắc chế. Còn như vậy, cái khả năng hồn máu của phe địch nó cũng giảm đáng kể. Đấy là khả năng rất là hay. Với 25% tỷ lệ gây thâm lặng thì phê địch mình nghĩ rằng tỷ lệ này nó không phải là cao lắm. 4 đòn thì sẽ là 1 đòn. Nhưng mà ở đây các bạn chú ý là cái đòn được chiêu này của Emilia thì nó công một hàng địch. Tức là hàng đây là hàng dọc thôi các bạn, hai võ sĩ ấy. Đấy. Thì tức là 25% thì phải hiểu thành 50% rồi, đúng không? Như vậy cái tỷ lệ này nó lại rất là cao. Đấy, đọc cho anh em cố gắng là phải hiểu cho đúng một tí. Mình đánh giá cực kỳ cao cái sự kỳ nhỏ này của Emilia, vô cùng khốn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại khi mà chưa có nhiều cái bản update, chưa có nhiều tính năng thì cái tỷ lệ ra skin nhỏ này của Emilia thì khá là thấp, nó chỉ rơi vào khoảng 10% đến 20%, chưa đến 20% đâu. Tức là cả trận thì các bạn sẽ chỉ thấy thường chỉ thấy được một cái độc chiêu, một cái skin nhỏ của Emilia thôi. Vì trận đấu của Emilia này thì thường xuyên 3 đến 4 lượt là cùng kiểu. Còn ông nào mà thấy Emilia xuất hiện 2 lần skin nhỏ siêu hết đấy. Còn đâu sau này thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều tính năng thì nó sẽ boost được cho cái tỷ lệ ra sự khi nhỏ của Emilia nó tăng lên. Đấy, còn hiện tại nó là sắp xuất của nha, tỷ lệ này của nó rơi vào khoảng từ 10 đến 15%. Ok, anh em về tham khảo. Tuyệt kỹ của Emilia. Emilia thì cái tuyệt kỹ này có thể tung ngay được đầu trận do hồn lực của Emilia là hồn trận giáo kỳ bên từ 98 đến 2 gọi là gấu, nhưng mà dễ nhớ. Tức là ngay từ đầu ấy thì nó sẽ có đủ nộ để tung tuyệt kỹ được các bạn ạ. Ngay từ đầu trận đấu thì đã có đủ nộ để tung tuyệt kỹ rồi, để tung tuyệt kỹ rồi. Đấy, cái chắc chắn các bạn nhá. Do đó thì xem nào, xem có đánh anh thắng nhanh được không. Thường đánh anh được đúng không, cứ cái võ sĩ nào mà ngay đầu trận đấu nó đã tung tuyệt kỹ thì có thể gọi là team đánh nhanh, hay là team kiểu gọi là team gấu ấy, đúng không, trong này nó gọi là team lôi, team chắn lôi. Nhưng đây là con này là chắn giao kỷ, bản chất của nó là chắn lôi, bản chất là đi tấn công thì lại hồi thêm nộ nữa, đúng không, dấu hiệu để trước được rồi. Tấn công toàn bộ cái địch như vậy là đang kiểu AOE, sát thương số địch càng ít thì sát thương càng nhiều. Thông thường các võ sĩ thì ví dụ trong cái chu chẳng hạn, khi nhiều ấy ít thì cái lượng sát thương của nó như nhau, khi mà Emilia thì khác, ít võ sĩ thì cái lượng sát thương nó tăng lên tối đa tại 100%, rất là ổn đúng không, rất là ổn trong cực kỳ nhiều chế độ. Đi map cũng ngon, đánh trong đấu trường cũng ngon, hay trong võ đài cũng ngon. Võ đài là tối 7 giờ ấy đúng không, rất là ngon. Rồi ngẫu nhiên giảm 70% cường độ bảo kích của 4 kẻ địch và có 40% xác suất đóng băng 2 kẻ địch. Rồi gần như các bạn thấy toàn hiệu ứng là chính thôi đúng không, toàn hiệu ứng là chính. Lượng sát thương của Emilia thì mình nghĩ rằng khá ổn, nó không thực sự là quá cao nhưng là khá ổn. Nhưng hiệu ứng của nó đem lại là cái điều gì đó mình nghĩ rằng ở chỗ này có 70% giảm 70% cường độ bảo kích, tức là giảm cái khả năng gây chí mạng ấy. Nhưng mà thực sự hiện nay thì mình nghĩ rằng nếu như mà thua uy không thua tốc ấy thì cái tính năng này họ không giải quyết được nhiều vấn đề đâu. Do đó ai mà chơi Emilia mà muốn tận dụng tốt cái giảm 70% của bóng kích thường thường là lên là bóng cái tốc nó cao hơn. Đấy. Khiến hai kẻ địch bị đóng băng và xuất xuất ở đây là 40%, mỗi thằng bị 40% thì tổng là 80%, đây là một tỷ lệ cao đúng không. Như vậy vừa kết hợp giữa tuyệt chiêu và tuyệt kỹ ở đây là skin to này đúng không, và độc chiêu skin nhỏ, Emilia là một con hiệu ứng rất ghê gớm. Cầm nặng này đúng không, đóng băng, đóng băng thì cũng choáng các bạn nhá, thực sự chôn chân. Đấy, rất khó chịu đúng không, rất khó chịu. Nếu như trong đội của bạn không có một con nào đó chạy ứng thì sẽ rất là khó khăn để có thể gọi là tung một đòn này khi mà đối đầu với Emilia. Hiện nay thì chỉ có đúng hai mọi thứ khả năng chạy ứng được, mình xin chia sẻ luôn. Một là con Iria mình đang dùng, hai là con Nero. Con Nero thì tất nhiên mình không dùng đây đúng không, chỉ có hai con này có thể chạy ứng thôi. Sau này có lẽ là thêm, còn thời điểm hiện tại chỉ có đúng hai con. Đấy, mà tuy của bạn mà mình nói luôn là không có một trong hai con này là mà lại đánh sau nhá, đánh trước không nói làm gì, các bạn đánh sau thì mình nghĩ rằng đối đầu với mấy cái loại như Emilia hay là Shanna hay là cái gì nhỉ, Goku ấy đúng không, đây còn Goku hiệu ứng kinh lắm đấy này. Đấy, thì mình nghĩ rằng rất là khó, rất khó gọi là khả năng chọn được, gần như không thể ra đòn được. Kỹ năng của tướng bạn rất là mạnh nhưng bạn không thể tung được gì. Đấy là sự rất khó chịu của Emilia và đồng bọn. Rồi
Một điều quan trọng thì trong Việt Vương 98 thì Emilia hay Tú là anh có sự thiên hướng về người nữ. Còn trong game này thì nó chia là màu xanh và màu đỏ. Các bạn nhìn thấy Emilia màu đỏ, tức là nó cùng màu với Iria. Iria có một kỹ năng rất là hay ho và thú vị, đó là nó không chỉ tăng cái gì nhỉ, nó không chỉ giải hiệu ứng cho những võ sĩ thuộc cái đỏ hay là nhóm ngọt đấy nha các bạn nhé, đỏ với ngọt là được nhá. Đấy, mà nó còn tăng công cho nữa đúng không, cho nên là Emilia sẽ được Iria nó bút công. Cho nên về mặt đội hình của mình thì mình sẽ phân bổ trong. Các bạn có thể thấy là Emilia hiện nay mình chỉ được vị trí là vị trí tấn công chứ không phải phòng thủ đúng không. Thì hiện tại thì mình nghĩ rằng cái con Dante này, cái con Dante này, mình nghĩ rằng thực ra Dante để hàng sau cũng được, nó hồi nộ khá là chậm, nên là bình thường thì mình cho nó để hàng trước cho nó hồi nộ nhanh. Và ngoài ra nó thường thường thì nó chỉ mạnh khi mà có tuyệt kỹ thôi. Đấy, mà tuyệt kỹ của nó thường chuyển lần và hồi rất là lâu vì cái hồn lực của nó thuộc cái loại hồn lực nó luôn hồi thuộc loại cùi, nó không có gì đặc biệt cả, cho nên nó hồi rất là lâu. Trước đây hơi đáng tiếc một tí, đây là điều mình hơi đau đầu một tí, là không biết nên để Emilia làm thế nào để lợi dụng được Iria. Vì nếu như mà Iria mà không được sau con Emilia, mình lấy ví dụ đổi chỗ hai con này cho nhau nhé, thì con này không được chung xong thì con này mình chung được chung thì làm ăn sẽ rẻ đúng không, thì nó xuống núi không mình buộc phải để Emilia hàng sau. Thì ra đây thì mình cũng gọi là test thôi, ta cho con mình test, mình nghĩ rằng như này tạm thời là ổn. Tạm thời như này hãy tí nữa vào trong đấu trường test tiếp xem còn gì ăn đúng không. Lực chiến của mình hiện nay thì đang khá là thấp so với mặt bằng chung của server, do đó thì mình sẽ phải khi lấy được Iria về rồi thì mình sẽ phải cái gì nhẹ chăm chỉ online cái quân một tí để đưa nó cái lực chiến nó ổn hơn. Ngoài ra thì thực sự thì Emilia còn vài cái tính năng mình chưa lắp, chưa up full nó lên. Mình lấy ví dụ như là hồn thiêng này là chưa lắp này đúng không, này có lên lắp mà không nhỉ, mình xem nào. Không có cài đặt nhanh nhỉ, mình xem nào. Thường thường nó phải có cài đặt nhanh chứ nhỉ, thường thường nó có cài đặt nhanh các bạn ạ. Bốn cái mình chỉ dùng cái này nhá, đầu bò, đầu ngựa, giáo và tên đúng không, đầu bò rồi mình cũng bắt mình cái này hồn thiêng hay là phím này mình rất là ít các bạn. Đây đầu bò này, đầu ngựa này có chữ công ở đường nhá, giáo này đúng không, và một cái cung tên nữa. Không có cung tên to à, không có cung tên màu xịn à, tên là cung tên toàn biến thương các bạn. À đây có một cung tên sát thương đấy đúng không, đấy nó có mình nhìn chung thì nó cũng dễ nhìn thôi đúng không, đầu bò đầu ngựa rồi ok, mình cũng biết dùng thế nào cho nó hay hơn. Đây là đầu dê chứ dạng phải đầu bò đâu đúng không, con này móng ngựa là mã là cái chắc rồi. Đây cái giáo đây cung tên này đúng không, được rồi đấy đúng không, chắc chắn là mình sẽ nhập tay nhận thêm cái này công thì là HP. Đây công đây nữa đúng không, đây nữa. Còn tổ hợp trận hình thêm vào thôi, thêm này nữa. Còn đây là cái tổng của nó này. Rồi 540 công không phải là một con số thế đâu. Ok. Đầu lâu xung sọ kiếm à. Ok, cho cái đầu lâu xung sọ. Cho mới kiếm. Rồi ok, đấy đúng không? Thêm nó nhiều 120 công. Ok, sát thương 16% rồi, ok, tạm được đúng không, tạm được. Level càng cao thì mình vẫn mở khóa tiếp theo, tất nhiên là sức mạnh của nó càng vù đúng không, vù vù. Còn thời điểm hiện tại thì thôi, con này còn mình chưa lắp à, eo ông làm ăn kém ghê. Thực ra lên level cao thì nó mới cho các bạn ạ, mình sẽ xem danh sách hồn thiêng con này nhá. Kìa, đâu nhỉ danh sách hồn thiêng. Ông lắp linh tinh, ông này ông lắp linh tinh. Rồi đầu bò đầu ngựa giáo và cung tên giống như trước, không có đầu bò rồi. À đây có con này con Iria, họ cứ làm mấy công cụ rồi đầu bò này. Đầu ngựa hình như mình có cái nhân to, đây có đầu ngựa to giáo cơ mà, giáo và cung tên. Anh em nào mà chưa có mấy cái đồ này cái gì liệu chừng quay dương dần dần lên đúng không,
cái này trong cái dương khó quá. Ok, lực chiến nó mới tăng được, không nên lực chiến không thể nào tăng đâu. Rồi, đầu lâu và cung tên, nhặt cả đầu bò và đầu lâu cung tên. Quỷ quá nhỉ. Thôi mèo bò khó không quá nhỉ. Mèo bò khó không. Thì hiện tại mình nghĩ rằng cái tính năng phím này nó vẫn chưa phải gọi là nở rộ đâu. Thì đa phần mọi người thì chưa có. Ui có là phím cam này giả mãi cả trường. Con này chưa ngon rồi đúng không? Như con này luôn. Chưa có cái đội hình đúng gì hết. Ok à. Đây nhận đá hôm kia phải tham gia sự kiện này. Mình nghĩ là kiếm cái chìa này nó không khó đâu. Không khó đâu, chẳng qua là sự kiện nó ngốn nhiều quá thôi. Nên là mình sẽ tích dần các bạn nhá. Hôm nào mình sẽ làm cái video chia sẻ với các em các cái cách kiếm cái chìa này cũng là dễ lắm. Dễ chứ không khó đâu. Tháng các bạn tham gia được một sự kiện, tức là một tháng các bạn tích được khoảng 300 chìa không khó. Rồi, đầu lâu trong sọ kiếm. Đây rồi. Lấy hẳn kiếm to đây đúng không? Vì hồn thiêng của nó quá nhiều bút quá. Rồi ok. Còn cái này thì cho các bạn cứ test dần nó cho lắp cái gì thì lắp rồi. Rồi bên này mình không lắp được nó thương nữa đúng không? Cái cung tên này hơi yếu. Cung tên này mình nghĩ là lên lắp cho con này mới đúng. Xem con này đang là cái bộ gì đây. Rồi qua con này phải đổi thôi. Ông nào ông mới lắp con này thực sự yếu kém lắm. Đầu lâu, đầu bò. Chưa khóa mà kiếm. Đầu lâu rồi này, đầu bò quá. Mọi đâu là đầu bò bây giờ. Con này phải là thủ HP con bạn ơi. Đầu lâu, đầu bò gì đây. À đầu lâu, à đầu bò hoặc là đầu ngựa cũng được à. Thôi, mình dính cái đầu tiên đi. Khóa bằng kiếm. Ok, đấy đúng không? Các bạn thấy là nó ra ngô ra khoai ngay. Rồi, ông nào ông cài của mình cũng tinh quá các bạn. Mình chưa quen các anh em thông cảm tí nhá. Ông con này không có hai à? Đây có đây. Đầu lâu và kiếm. Đầu lâu và kiếm à. Đối thủ HP mà chơi cho các bạn. Không có kiếm miễn thương. Con này mà lắp kiếm sát thương mà phí đi các bạn. Chả được kiếm việc gì đâu. Đầu tiên các anh em lắp kiếm miễn thương. Rồi tạm thế á đúng không. Con Saber này có cái cung này phí thế nhỉ. Con này có dùng cung không. Con này bộ trang bị cung. Trang bị 4 các bạn. À đây đây. Có một bộ dùng cung đúng không. Đổi cái cung của con mình sẽ đổi cung của con Saber đi các bạn nhé. À nó không chót cho cung sát thương à. Thế mà đây lại cho lắp nhỉ. Ảo vai màu cam mẹ cho lắp thoải mái này. À đây nó vẫn cho lắp đây. Lắc à. À sát thương không được, cầm nhiễm thương thì mới được. Thương thì mới được. Ờ nhưng mà con Saber nó chỉ lại cho lắp đối thủ thôi. Rồi ra đây mình sẽ đổi bộ này đi các bạn nhé. Đầu bò đầu ngựa giáo và cung. Cung là cuối cùng này. Ê, bọn mày chỉ tính giáo. Đầu bò đầu ngựa. Đầu bò cơ. Rồi đừng bỏ hết đầu bò đấy. À đây đây. À đầu bò đầu ngựa. À đầu bò đầu ngựa không ạ. Đầu bò số 1. Đầu ngựa số 2. Đấy đúng không. Ok. Đấy mình sẽ còn phải tăng level cho nó các bạn. Em sẽ làm cho nó tăng level.
đây đúng không? Trung Hóa nhanh nhanh ấy đúng không? Rồi ok 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 đã hiểu ấy đúng không? Phải tăng cái loạn miễn thương này nó mới trâu của bạn này đúng không? Ừ, tốn thế nhỉ, tốn lắm các bạn ạ, tốn lắm đúng không? Nói chung thì đây sẽ mình độ mình nghĩ rằng theo tốn rất là nhiều tài nguyên. Để anh em cứ từ từ nha, đấy đúng không? Con này nữa thôi từ từ nhá, mấy con tư chất thấp này từ từ. Rồi giờ mình nâng đẳng cho con Emilia đi một tí xem hôm nay sự kiện gì đã. Hai màn chính và thường gì ạ? Rồi một kim cương coi như free cho anh em mua nhiệt tình nha, vàng nhiệt tình, hộp ngọc lành thế, đây chính là nguyên liệu đấy các bạn, để nâng đẳng đấy, hai cái mua luôn. Ok, 3 lần là 150 viên đá sông vàng. Các bạn này thì mình nghĩ rằng rất hiếm người gọi là thường, bình thường là thiếu á. Ok, được rồi, có thêm thể lực nữa. Cơm lắm, có 4, mình có 471. Rồi ok, mình sẽ đợi hôm nào mà có x2 bàn thường thì mình dùng gọi nha, quên mất không dùng gọi này đấy. Đấy, hồi phụ mình 10 thể lực cơ mà, quên không dùng đấy các bạn. Đây mình quên thôi chứ mình không để ý lắm đâu, thì lâu lắm rồi nó hay cho cái này mà mình quên. Rồi à đây có x2 phó bản thường đây. Ơ có x2 phó bản, hôm nay vẫn có x2 phó bản thường à? À ở đây chứ thưởng lớn tôi rồi, không thích thể lực rồi. Hôm qua mình lại bảo cái gì nhỉ, chưa chắc tuần này nó đã cho cái gì nhỉ, tích thể lực sớm thế thì cái thể tích thì hơi sai nhỉ, chứ không nhỉ. Thôi rồi, như này mình sẽ cái gì dốc lốt cái bánh bao cái gì đấy thì lâm con Emilia đến phim đẳng các bạn nhá. Đây mình còn thiếu hai món đồ nữa. Rồi 400 cái này thế nào mà gần 400 cái này thì đủ rồi. À đây đủ luôn này, 420 này, nhanh thế nhỉ. À đấy, đấy đúng không, con này thì 110 lần là đủ, không nhất thiết là 20 lần. Anh em chú ý thì cứ quét màn cao nhất nhé, nó sẽ có nhiều lợi lộc hơn. Mình lấy ví dụ mình quét màn này so với cái màn ở chương trước này, ở chương cao nhất là chương 15 và chương 14 thì mình đều có để quét ra được cái ngọc lóa mắt này. Đấy, như do nhưng mà đây thì gọi là nó sẽ ra cái đồ cấp thấp hơn. Đồ này thì tất nhiên là ai mà chưa có thì mình quét cái màn này, còn không thì mình quét chương này, chương 15 thì nó sẽ ra nhiều vàng hơn. Vậy quét thể lực nó cũng có cách này, rồi ok. Lâng cam đi, sao không có lâng nữa không? Rồi ok, đẳng cao nhất hiện tại của các bạn ạ. Level mình muốn đặt lên thêm nữa thì lên level ra. Ngoài ra thiếu rất nhiều đá cường hóa đúng không? Chịu rồi. Đúng không? Hội lại thế, con này phải level 12, 11 thôi, chưa đạt yêu cầu. Đúng không? Đồ này tất nhiên là chỉ đủ lâng cho một con chắc là hết thôi. Tôi cứ từ từ các bạn. Thời điểm hiện tại võ sĩ nào mà trong đội hình chính của các bạn nó sẽ có ích cho đội hình rất là nhiều, tăng đường chiến đấy. Thôi con này về sau mình thay đi mình thôi. Các võ sĩ mình nghĩ rằng mình sẽ cố định trong đội hình bao gồm chắc chắn là có Saber, có Kanade, có Iria, ba con này thôi. Nó bỏ à Emilia là 4/6 rồi. Thôi còn lại thì còn tùy đúng không, xem còn tùy tiếp nó thế nào ạ. Ok rồi, chúng ta cũng test trong đấu trường thôi, không công đẩy mình xuống bao nhiêu rồi không biết nữa. Đấu trường đúng không, từ vào cái shop này không quên gọi nha, giảm giá phải mua đồ ăn này các bạn, mua liên tục nha. Mảnh này thì mình mua về lâm này tăng sao, sao sẽ tăng được uy lực. Rồi đấu trường hiện nay thì mình đang trong hạng 19, so với server thì mình nghĩ là hơi thấp một tí vì lực chiến của mình khá là thấp, 187 thôi. Mình sẽ đánh với một bạn trước ở hạng 25 nhé, ngoài tí thế nào đúng không. Đây là ai, cứu chiến đi các bạn, cứu chiến với tí. Mình sẽ làm, mình sẽ đổi vị trí một tí. Đây đúng không?
Như thế thì đấy là nhầm như này chứ đúng không? Như thế thì combo chuẩn của nó sẽ là mình đánh sau, đôi bạn sẽ đánh trước kích nộ cho Udia, kích nộ cho Kanade. Udia sau khi công việc khí thì sẽ bút dam cho Kanade và Emilia đúng không? Dante tất nhiên sẽ kích chí mạng cho Emilia và Kanade. Còn con này thì phải chơi một tí là cái gì ở trên mình đúng không? Đợt 1 bên mình gần như sẽ không thể bị chết được vì mình có cả Kanade lẫn lẫn Saber. Đây là hai bộ sĩ các bạn chống chịu cho cả đội hình, mình sẽ lại cho cả đội hình nhá. Bộ kỹ năng của nó như nào thì các bạn hãy thử lòng quay trở lại xem bạn cùng với nhau về Kanade và Saber. Đấy, các bạn sẽ hiểu rõ tại sao hai con này rất là tốt cho team trong hiệp 1. Gần như các bạn thấy mình không mất gì máu gì luôn. Ok, quẩy thôi. Eo, âm trôn ghê, ông này thấp hơn ứng dụng của mình đi học rồi anh đúng không? Con này chỉ nhận được mỗi búp chính mạng thôi chứ không có búp công từ gì à. Hơi đen đúng không? Bốn cái bạo kinh. Đôi bạn nát rồi. Thường thường thì đôi bạn hơn mình đi thì mình có gì để thắng đâu. Thấp hơn mình đi được thường thường. Đúng không? Khi mà mình gọi Kare nó là cái gì ạ? Dante thì bạn quá tốt. Thì bạn tấn công mình gần như không thua. Đấy, không mất máu bao nhiêu à, đúng không? Con không mất tới 10% máu rồi, ok. Mình nhảy ăn đòn đi đâu. Nhưng mà không chết được đâu. Đúng không? Hay quá, Dante hình như lại có độ khí rồi. Các bạn thấy là quả này đấy, nhưng mà hơi phí một tí nhỉ. Emilia kể bây giờ mà còn thiếu tung thì mình nói luôn là nó sẽ thúc máu bên đội bạn còn thấm hơn nhiều. Etric thì mình không lâng nào đầy đủ, chắc các bạn Việt Nam không được như người ta đâu. Bù lại những võ sĩ khác của mình toàn là làm một việc kinh. Con boss của đội bạn nó làm đau thế nhỉ. Rồi đây đúng không, nó được búp rồi đấy các bạn ạ. Đợi sát thương mình tin rằng nó rất là ổn định rồi. Hy vọng là cái bản kỳ nhật tới thì nhà mạnh có thể gọi là cho mình nhìn được cái lượng sát thương của nó. À đây không, ở phần dưới có phần thống kê được các bạn. Nó có phần thống kê cơ mà. Ơ không có thống kê à? Mình thấy thường thường nó thống kê rồi nhỉ. Đấy, nên là hơi khó nhìn được cái lượng sát thương đúng không? Chúng ta buộc phải nhìn cây máu của đối phương. Rồi mình sẽ kiếm một bạn mà bạn ấy được uy lực cao mình nhé. Này bạn ấy uy lực thấp quá. Rồi làm tí với bạn Lulu đây. Rồi tốc lên tới sấp xỉ 12.000. Quá ổn, uy lực rất là cao. Deep 6 rồi đúng không? Uy của bạn ấy thì theo thiên hướng mình nghĩ là theo thiên hướng là mình là gấu. Là chấm lôi đấy, là gấu. Ngay từ lần 1 mình sẽ làm. Rồi cả 6 võ sĩ, 5 võ sĩ, 56 võ sĩ của Lulu đều có tuyệt kỹ. Ngoại trừ con Kirito, à không, đây hình như con Orochimaru và con Kirito không rõ lắm. Nếu mà nó là Orochimaru thì toàn bộ bên đôi bạn sẽ kỹ ngay từ số 1. Quá cái điểm kiếp. Hiệu ứng sẽ dày đặc từ Orochimaru và cả Goku nữa. Anh em nào mới chơi thì cố gắng là đọc cái bộ kỹ năng của nó trước khi tham gia nhé. Đấy, con này cũng có hiệu ứng các bạn này. Con này cũng có hiệu ứng choáng này. Nhưng mà mình có Kanade ở đây là hiệu ứng bạn không giảm nhiều. Đau phết đấy. Bạch gai đây. Đau ghê nhỉ. Rồi, không đấy cứ đánh vào Kanade thì là tuyệt vời. Kanade nó có đỡ đòn nữa. Rồi đừng có chết Emilia. Xong rồi các bạn. Dễ xong con Emilia đúng không? Phá sản rồi đúng không? Không thì mình nghĩ là đôi bạn của này không nát ngay từ lượt 1, hơi phí. Emilia nó bút cho mà. Rồi ngồi một lượng không cớ máu đấy. Cây máu đội bạn cực kỳ nhau. Úi dồi ôi, mình ước chừng nó rơi vào khoảng độ 25 đến sắp xỉ 30% máu, cây máu của
toàn bộ tướng địch mình phải lại. Một con số mình nghĩ là đáng kể đúng không? Đáng kể. Rồi, cũng chết. Chết là ác thủ. Các bạn không có nhiều boss nhưng mà rất nhiều tướng tư chất người tư chất là tư chất A cộng. Rồi, Karate của mình là 5 sao nên nó chưa đúng đâu. Rồi quả đấy Karate mà có nộ thì mình sao được, không có nộ thì rất là khó. Rồi hy vọng Emilia nó đỡ đòn thì nhiều tí. Bảo kích này, bảo kích là cái gì để ngược lại của đỡ đòn này các bạn nhé. Đau còn đau hơn của đỡ đòn này. Goku với các bạn hiệu ứng kinh quá thì ra là Saber mình có nộ. Chết lại ai không? Rồi, không ăn thua. Không ăn thua. Tàng nguyệt phá ai chịu rồi. Chạy đây rồi, ok, khá khó khăn nhé. Khó khăn. Hàng vệ vẫn hơi mỏng. Hơi đen một tí. Quả đấy Iria của mình mà được tung tuyệt kỹ thì nó khác biệt đấy. Nó búp công, nó giải ứng, nó khác biệt đấy, đúng không? Mình sẽ không còn bị khống chế nữa. Hơi đen, làm chuyện nữa nhá. Rồi, đến giờ này.